Em xin chào tất cả anh em nha. Anh em tiếp tục ba bộ số hồi nãy em đăng cái đầu lòng phu trừ một đời 99 này lên xong thì anh khách ảnh chốt rồi, anh khách ở Bình Dương ảnh mua rồi, ảnh mua chung với cây dên, ảnh mua chung với cây dên này đó, với lại cái bộ số thì sẵn đây, chút nữa em quay lên anh có rảnh thì anh lên coi luôn nha đó. Em chẳng có phải mà vì khách tin tưởng mình mà lựa mày bạ cũng nhiêu tiền vài trăm ngàn công mang tiếng. Bộ nồi em đang đăng lên bộ nồi cọp này, đang đăng lên bù gông thì chưa được ấy nữa, thì khách có mua chốt hết rồi nha anh em. Bù gông này chưa được hai bộ bù gông này chưa được quay lên thì khách chốt hết rồi. Bây giờ em quay ba bộ số thì chỉ còn hai bộ nha anh em. Ba bộ số này là ba bộ số, có một bộ phu một là hai bộ 110 này, khách đã chốt một bộ rồi, còn một bộ đó. Rồi bây giờ thì em xin đi vô chi tiết nha anh em. Đầu tiên thì em nói số phu một này trước đi nghe anh em nha. Đó, số phu một em cho anh em coi cũng vậy đó, số phu một với số 110 quan trọng với số 2 với số 4. Nói chung số phu một này bữa nay về được bộ xuất nè, này dính dơ anh em, chứ không phải là nó bị không phải gỗ nha, nào có sao nó bị dùm bự xíu, nó bị dính con kiến con dĩ đây nè, thấy không? Số phu một về được này đẹp nha anh em nè, nhâm một găng nè anh em thấy không, số 2 có nhâm một găng nè, nhưng mà các nhông còn lại anh em thấy dấu chạy ít không nó, em tả chính xác cho anh em, số 2 có nhâm một găng nè, nhâm tay miếng nhỏ nè đó. Đó, số 2 nhâm hai găng nha anh em, số 2 nhâm đúng hai găng nha, 1 2 đó, còn lại là thôi số phẳng lì chưa có dấu chạy nhiều luôn nha anh em nha. Số 4 cái đen đen ở ngoài là không phải nhâm nghe anh em đó, như cái này là gọi nhâm nè đó, còn cái đen đen ngoài này dính nhớt nha anh em nha, đi xe đi lâu năm dính nhớt nè, một găng nè, số 4 nhâm một găng nè đó, một găng nè nghe anh em nha, rồi nhớ nghe, một găng nè, rồi còn lại là em bao anh em số trên xe im gu em mới bán cho anh em, chứ không phải số hú số gì đâu, vô cái phần bụng máy rồi anh em cũng biết rồi, một lần kẻ trẻ là rất là cực, anh em phải gớt cả cái đầu nòng xuống nè đó, rồi anh em phải gã bên nồi xuống nó, rồi anh em phải giật cái lốc bơm ra nó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu mà em bán tầm bậy tầm bạ cạo cái đầu của em, chứ không phải ấy nha anh em, không phải thao thao bất tuyệt lên nấu gì bán vài trăm ngàn vô hú cho ta, có đâu có mấy thằng khùng đi làm chuyện đó. Bộ này bộ phu một anh em, cốt tải dài nè, em xin nhấn mạnh với anh em bộ số này là bộ số phu trừ một 110 theo xe, cốt tải này còn khá nè anh em, chứ không có whip nha đó, cốt tải này còn khá chứ không có whip nha anh em nha đó, cốt tải này còn khá, có làm sao nó vậy đó. Mặt bên nè, mặt bên không nhâm gì luôn nghe anh em đó. Số phu một này nó khá đẹp đó, mặt bên không nhâm gì luôn, cho anh em coi con heo số nè, con heo số đẹp luôn nè anh em thấy không, con heo nó giống như heo quay 110 đó nghe anh em, nó có ký hiệu bằng số nè anh em, con heo số đẹp luôn nè anh em thấy không, chưa bán luôn nè, bao anh em lên xe không hú hí luôn, cái đồng tiền đi theo luôn, ốc là không có báo số nha anh em bán là trên video sao là vậy, giao về ebon cho anh em như video chứ không khác gì hết trơn, chứ giờ em có ba bộ rồi này, ở đâu lòi ra thêm nữa mà có đó. Bộ số phu một nè, số 2 có nhâm hai găng, số 4 có nhâm một găng, cốt tải thì nó khá chứ nó không có whip đó, bao anh em lên xe là bao im đó. Xe này là cái dạng như xe nào anh em biết không, xe này là xe của giới trẻ chạy nè đó, xe của giới trẻ chạy nè, hay vô số lên ga mạnh phóng nè đó, cốt tải thì nó không được đẹp nè, nhưng mà về số về cái mặt mà hình thức của các nhông á là xe này á chưa phải xe chạy nhiều đâu, nếu xe chạy nhiều là nó có dấu chạy rất nhiều, nhưng mà số này dấu chạy rất ít nha anh em, số này dấu chạy rất là ít, dấu chạy luôn, nhưng mà nó bị nhâm như vậy á, là do chủ trước người ta chạy cái dạng chạy hỗn của anh em á đó. Đó, báo với anh em đúng tình trạng của nó, bộ số này em bán 500 bao anh em lên xe không hú hí đó.
Rồi bộ số khu 1 nha anh em nha. Tới bộ số của em gọi em tạm gọi bộ này là bộ hai bộ số này là đều là quay thái trong người hết. Em tạm gọi là bộ này là bộ số 1 đi. Thôi, bây giờ bộ này là bộ khu 1 của số 1 đi. Bộ này là bộ số 2 đi, rồi anh em nghe em tả nè. Thì cái hình thức cũng vậy thôi, đa số quay trăm mười thái phu trò một nó bị nhâm số 2 hoặc số 4 thôi. Anh em hiện tại bây giờ còn chấm sơn nữa trời. Kiếm một bộ số quay trăm mười thái hay phu trò một mà không nhâm mà hiếm lắm rồi. Như bộ này. Tình trạng đó anh em thấy số 2 không nè. Quay là chi tiết cho anh em luôn, giúp bự xíu nghe nè. Chẳng có né gì hết á. Đó. Anh em thấy không? Nó chưa có bị gỗ, nó chưa có bị gỗ nhưng mà nó có dấu, anh em thấy không? Đó. Nhưng mà về hình thức đó là bộ này cũng vậy nè, anh em thấy không? Dấu chạy đốm đen ít xịu rồi anh em, dấu chạy đốm đen ít xịu nghe anh em nha. Đó. Hầu như là không có. Đó. Bộ này là số 2 là không nhâm luôn nè, đây. Hình như đây có cái gì nè anh em ơi. Xung quanh tức trời. Tả cho nó chuẩn cho anh em mới được, để mất công anh em về anh em kiểm tra, mất công anh em mình lu bu. Bộ này số 2 là em thấy là không có nhâm đó anh em, số 2 là không nhâm đó. Bộ số này là số 2 không nhâm nè. Nè, số 4 có nhâm nè anh em thấy không? Nhâm nhỏ một miếng nè thấy không? Đó, nó phớt chứ nó chưa có nhâm khuyết vô. Đó. Nó phớt chứ nó chưa có nhâm khuyết vô nghe anh em nghe. Đó. Đó, bộ này là khá đẹp luôn nha anh em. Bộ này nhông tải whip luôn nè. Đó. Nhông tải đẹp luôn nha anh em nghe. Chưa có cọp nhưng mà thuộc dạng đẹp rồi đó, anh em thấy không? Nhông tải thì thôi thôi à. Mặt bên nè, bộ này em nhớ là mặt bên hình như nó không nhâm luôn nè anh em. Đó. Trong hai bộ này là có một bộ là em bán là 700, một bộ là em bán là 600 đó, nói chung bộ nào đẹp hơn là 700 đó. Đó. Mặt bên này hình như là hầu như là không có khuyết gì luôn nha, không có bị khuyết gỗ chân nha anh em nha. Rồi. Con heo nè, nó con heo nó cũng có số đó, mã 29 đó. Luôn đồng tiền với lại con ốc luôn nè. Đó. Em kiểm tra bộ này cái mới dám báo giá, để nãy em để lộn xộn bậy báo giá bậy bạ công lu bu. Nè, bộ này nè. Anh em thấy không? Nó rồi, chính xác rồi nè, bộ này 700 nè anh em. Bộ này 600 nè. Ý lộn xin lỗi anh em nha. Ừ đúng rồi, bộ này 700 nè. Bộ số 2 này 700 nè, bộ số 3 này 600 nè anh em coi nè. Mình nhận định trên tổng thể chứ không phải vô nói thao thóc tuyệt nè. Anh em nhìn số 2 nè. Cái dấu nè thấy không? Dấu chạy nhiều nè, anh em nhìn cái dấu chạy của số của người ta nè. Thấy không? Anh em thấy không? Dấu chạy có nhiều như bản không? Đâu phải muốn bán kêu giác hơi khơi được, trời ơi trời. Cái gì mấy anh? Nè, dấu chạy nè, nó. Đó. Nè, khuyết một găng nè. Bị gỗ một găng nè thấy không? Đó. Số 2 bị gỗ một găng một. Số 4 hình như em nãy em nhớ là số 4 đẹp luôn á. Số 4 không gỗ luôn. Đó. Số 4 này không gỗ luôn nghe anh em. Số 4 không gỗ luôn là bộ số 2 gỗ một găng một, số 4 không gỗ luôn, nhưng mà tại sao em lại bán rẻ hơn cái bộ số 3 này, tại sao em lại bán rẻ hơn cái bộ số 2 anh em? Tại sao cái bộ số 3 số số 2 này em bán mắc hơn bộ số 3? Nhông số người ta số ít chạy, ít có dấu, còn ông này nè. Số là tình trạng là số này là cái xe này là thuộc tiếp người già chạy nè, đó. Xe số xe chạy nhiều. Đó, nhưng mà chạy không có kiểu chạy hỗn, chạy kiểu như tèn tèn, số không bị gỗ nhiều nhưng mà xe có dấu chạy trên số nhiều đó. Cốt tải nè, đa số mấy cái xe này cốt tải whip nè. Anh em thấy em nói có sai không? Thấy không? Cốt tải đẹp luôn thấy không? Đó. Anh em coi nè, thấy không? Không có bị ý, xin lỗi anh em nghe đâu rồi. Đây nè, mặt bên của nó tả bậy gì mà. Nè. Không gỗ không nhâm gì hết trơn nhưng mà dấu chạy nó nhiều nè anh em thấy không? Dấu chạy nó nhiều đó.
bộ bộ số 3 này em bán 600 nè, bộ số 2 này em bán 700, nhưng mà bộ số 2 này khách chốt rồi nghe anh em nghe, chỉ còn cái bộ số 3 này 600 thôi, anh em nào lấy thì lấy. Còn cái bộ full 1 này em bán 500.000 nè, bộ full 1 này xe rất ít đi luôn nè, nhưng mà xe này thuộc dạng xe chạy bốc đầu, vô số bốc đầu nè, xe hầu như là không có dấu chạy luôn nghe anh em, số cực kỳ đẹp luôn. Mà có một cái nè anh em thấy không, tới cái khúc này cái ảnh vô số anh bốc đầu rồi đó, tới cái khúc này ảnh vô số anh bốc đầu cái này gì đó xe số đẹp không anh em, số ít chạy không có dấu gì trơn nha. Đó, bộ full 1 thì bán 500, bộ 110 số 2 này bán 700 bán rồi, bộ 110 số 3 này á em bán 600, còn đó còn hai bộ này anh em nào chốt chốt nha, rồi chào anh em nha.